mẹ của Chloe được mời đến làm việc ở Tokyo, nên họ đang chuyển ra khỏi California. Ở đây thật là đẹp và khác biệt mà. Nhưng Chloe gặp vấn đề với việc hòa nhập với mọi người. Một nhóm bạn nổi ở trường đang trêu đùa cô bé. Họ bắt đầu thì thầm và cười khúc khích ngay khi Chloe xuất hiện ở sân trượt ván. Chloe trượt xuống sân trượt và không may chạm vào ván của bạn khác. Oops. Nếu không biết trượt thì đừng có thử. Chúng tôi không muốn thấy bạn ở đây nữa. Nhưng đột nhiên, một người đàn ông già xuất hiện bảo vệ cô bé. Chỉ có kẻ thua cuộc mới bắt nạt người yếu thế. Hãy đi đi, không thì sẽ biết tay với bậc thầy Hayu. Bậc thầy karate hứa sẽ dạy Chloe võ để bảo vệ bản thân. Cuộc đời cô sắp sửa sang trang mới rồi nè. Hiya, làm mặt của thầy bằng đất sét tạo hình nha. Làm sâu hơn các nếp nhăn. Chúng ta có thể dùng len màu xám để làm tóc, tạo nên những búi tóc bằng tóc nối. Lông mày bông bên, một chiếc râu mép và một bộ râu dài khiến ông trông nghiêm túc hẳn. Dùng vải bó bắp chân để bảo vệ khớp chân nha. Cắt theo vải mẫu và cắt ra một chiếc kimono màu nâu. Thắt chặt chiếc áo bằng một chiếc thắt lưng, thêm một dây buộc trang trí. Chiếc gậy vàng của ông có một hạt trang trí to ở trên đầu. Ông đã sẵn sàng dạy Chloe bảo vệ bản thân. Bậc thầy Hayo dùng nhiều thời gian để thiền. Sự cân bằng đều là về sự tĩnh lặng. Ông chào mặt trời mỗi sớm và nạp năng lượng. Bậc thầy muốn chia sẻ kiến thức với ai đó xứng đáng. Ai đó dùng kiến thức ấy cho mục đích tốt nè. Hãy làm một trợ lý cho ông bằng ke nào. Sơn nó màu xanh sáng và vẽ thêm cho giống thật nha. Những cái lá này sẽ xòe ra mỗi khi ông ấy dùng nó. Dùng dây thừng cuốn quanh lại. Thiếu một người hỗ trợ đáng tin, tôi không thể làm gì. Bậc thầy Hayo rất giỏi phép dịch chuyển tức thì. Ông có thể biến đi mọi nơi trên thế giới trong nháy mắt. Bậc thầy Hayo sẽ đến vườn ma thuật để tập luyện phép thuật 4 nguyên tố. Ông bắt đầu bằng nguyên tố nước. Bậc thầy gom các viên đá thần và bắt đầu truyền đầy vào nó ma thuật. Và tiếp là nguyên tố gió. Ông thổi trí tuệ vào chúng. Nguyên tố lửa thì làm ấm linh hồn. Và nguyên tố đất đã xuất hiện nè. Như một phần thưởng, thầy Hayo nhận được vũ khí thần kỳ mà chỉ người bậc thầy mới sử dụng được thôi. Một khối gỗ và vài đôi đũa sẽ làm thành dụng cụ tập luyện nha. Gắn các mảnh đũa vào chỗ bất kỳ, thêm cành nhỏ, nút buộc, dây vải và dây thừng, và thêm ký hiệu sức mạnh. Hình nộm bằng gỗ này sẽ giúp tập luyện đó nha. Bậc thầy Hayo đang đợi Chloe. Xin lỗi thầy, con đến muộn. Cô bé thả áo khoác xuống. Con sẵn sàng rồi ạ. Con đang hành xử không đúng đấy. Phải rèn lại thôi. Bậc thầy Hayo bắt cô bé phải treo áo khoác lên lần này. Cô bé đã học được bài học của mình. Và bây giờ cô bé có thể luyện tập với hình nộm. Cô đã học được cách đá. Đến lúc đấu trực tiếp rồi. Làm một chiếc cào từ mảnh đũa và cái xiên gỗ nha. Đục một lỗ nào. Đây là cái cào cát nè. Một vài cái khác có răng. Chúng được dùng để vẽ hình tròn, đường thẳng trên cát. Thật là thư giãn quá mà. Chloe đến thăm người thầy của mình, nhưng cô bé đạp lên chỗ cát ở trong vườn. Oops. Ủa, thầy Hayo, con không cố ý. Ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Con sẽ tự làm hết. Bậc thầy Hayo đưa cô bé cái cào. Khi ta trở lại, chỗ này nên được biến nên đẹp hơn. Chloe đang vẽ trên cát cả ngày. Mệt quá đi.
Buổi sáng, thầy hay vô xem qua khu vườn. Con bé làm được rồi. Ta nghĩ nó sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Trồng một cái cây vào chậu tròn. Sơn phần vỏ nha. Cây anh đào sắp nở nè. Mùa xuân rồi, hoa đang nở. Sơn phần phía dưới và bọc nó bằng một mảnh dài giấy xốp. Rắc lên một ít sỏi giả nha. Chloe để ý một cây anh đào trong sân của thầy. Wow. Ồ, mùi hương đó. Đây là nơi tuyệt hảo để thiền nè. Dễ dàng để thiền nếu không ai làm phiền bạn. Không gì ngoài những cánh hoa đào. Chloe đang tìm sự yên bình bên trong. Chloe xứng đáng có chiếc kimono đầu tiên của mình. Cắt các mảnh ra theo mẫu nha. Gấp làm đôi và may thành quần nào. Một chiếc kimono trắng sẽ hợp với chiếc quần này. Thêm một vài chữ cái tiếng Nhật. Giờ mặc lên thôi nào. Chiếc quần và áo thật là hợp nè. Đai màu đen thể hiện rằng cô ấy cũng là một bậc thầy. Chloe đang làm rất tốt. Thầy Hayo đưa Chloe một cái kimono. Hãy nhận lấy quà của ta. Con sẽ thấy thoải mái khi luyện tập nếu mặc nó. Con cảm ơn thầy ạ. Thầy nói cho Chloe tất cả về nghệ thuật của karate. Cuối giờ thì họ ngồi thiền. Chúng ta có thể dùng các hạt gỗ để làm nệm gỗ nha. Hãy làm một mảnh vuông vắn. Trang trí với các dây buộc. Giờ thì nó còn thoải mái hơn. Chloe thích thiền trước khi tập thể dục. Cô bé mặc kimono lên. Tập thể dục trên nệm gỗ thật là tuyệt. Chloe cực kỳ nghiêm túc với cách truyền thống. Thầy giáo sẽ tự hào cho mà xem. Một cú xoay là đã phá hủy tấm bảng. Lấy một vài miếng da giả. Miếng đế cao su bọt này cực kỳ hợp cho thực hiện nắm đấm. Bọc cả miếng lại nha. Phần tay và miếng đỡ đã sẵn sàng cho việc luyện tập rồi nè. Dùng các miếng cầm để đeo nó vào tay bạn. Chloe đang luyện tập khả năng đá của cô ấy. Bậc thầy Hayo gọi học sinh của ông ấy lại. Chúng còn đã sẵn sàng thưa thầy. Cầm lấy cái này để Chloe có thể thử chúng. Hiya. Chloe đang làm cực tốt. Cậu ấy thật nhanh nhẹn, mạnh mẽ và thông minh. Tuyệt vời quá. Bỏ các vòng khỏi mảnh đồ trang sức này. Quấn chúng bằng dây và nối chúng bằng sợi xích. Những chiếc côn nhị khúc đã được sử dụng bởi các chiến binh hàng thế kỷ này. Thầy Hayo tổ chức một cuộc thi. Học sinh mạnh nhất sẽ được biết hết tri thức của thầy. Xem ai chiến thắng nào. Họ đều chiến đấu cố gắng nhất có thể. Thật là một khung cảnh ấn tượng mà. Giờ để xem Chloe chiến đấu như thế nào. Cô ấy chặn các đòn tấn công và ra nhiều nắm đấm. Lần đối đầu cuối này thật khó đoán. Nhưng chúng ta đã có nhà chiến thắng. Thật là một trận chiến cam go. Chloe hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Sau khi luyện tập, bậc thầy Hayo đang uống trà và thư giãn. Ông rất tự hào về học sinh của mình. Ông không thể đợi thêm để truyền đạt kiến thức cho thế hệ chiến binh tiếp theo. Chloe bắt đầu về nhà sau chuyến luyện tập. Nhưng cô bé chạm mặt một người không muốn gặp đây. Harley Quinn rõ ràng là đang có ý định xấu. Cho tôi xem có gì trong túi em gái. Đừng hòng, để tôi yên. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Harley muốn đấu. Chloe trở nên lo lắng và ngã. Nhưng cô ấy lại đứng dậy trong chớp mắt. Cô gái xấu xa kia không hề biết. Chloe bé nhỏ bây giờ chính là một chiến binh mạnh mẽ rồi. Cô gái kia định đánh Chloe, nhưng Chloe trốn được. Đánh, đánh nữa, và nhảy. Và, yeah, Chloe đánh bại được cô ta rồi. Một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại. Cảm ơn cô bé, chúng tôi đã muốn bắt Harley lâu rồi. Bây giờ mới làm được, nhờ cháu cả. Tất cả đã kết thúc êm đẹp. Harley sẽ không thể bắt nạt một ai nữa.